Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Funny Ghost Review. Xin chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và những người yêu thương nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiếp tục xem diễn biến chuyện tình của nàng công chúa Tây Châu qua những tập tiếp theo của bộ phim Đông Cung nhé. Tên thích khách đưa đồ ăn cho Tiểu Phong nhưng cô nói có chết đói cũng không ăn đồ. Hắn liền ném đồ ăn về phía cô liền cầm lấy và nói trước khi chết thì ăn đã. Thấy cô như vậy tên thích khách chỉ biết cười. Cô nói nếu hắn động đến mình thì cha cô, phụ hoàng và cả thái tử sẽ xử lý hắn. Tên thích khách cầm kiếm hướng về phía cô khiến cô hoảng sợ. Cô nói A Độ sẽ trả thù cho cô dùng xương đầu hắn thành chén rượu cho cha cô. Cô nói mình còn có người tình cũ kiếm pháp cao hơn tên thích khách này. Cô cầu xin hắn trước khi ra tay hãy cho cô một nguyện vọng. Cô vừa nói gửi lại món đồ cho phu quân của mình nhưng thực ra cô lấy hộp phấn ra định ném vào mặt hắn nhưng chưa ném được vào mặt hắn thì hắn đã ném cô xuống hồ. Hồ thì hắn cũng lao xuống cứu cô. Thái tử nhớ tới những lời mà Thái tử Phi nói lúc bị tên thích khách bắt. Anh nói với A Độ là nhất định anh sẽ đưa Tiểu Phong về. Anh hỏi giữa Cố Kiếm và Tiểu Phong có quan hệ gì. Vụ án thích khách không có chút manh mối gì cả, khiến Cao Tướng hơi lo lắng. Ông ta nhắc nhở Cao Khôn làm việc gì cũng nên động não một chút. Cao Tướng thấy chuyện này rất kỳ lạ, có kẻ dám ra tay với Minh Nguyệt trước ông ta. Chuyện thích khách lần này do Thái tử điều tra làm cho Cao Khôn lo sợ cha hắn dàn xếp mọi chuyện lâu nay e là sẽ toi công. Cao Tướng nói Thái tử không đủ trình đối đầu với ông ta. Ông ta sai Cao Khôn nhắn với Như Ý canh chừng Hoàng thượng và Minh Nguyệt nếu có động tĩnh gì thì lập tức truyền thư về phủ. Lạc Hy thấy tướng công của mình đang tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được Thái tử Phi. Lạc Hy liền an ủi tướng công là nhất định Ngũ Ca sẽ tìm được Tiểu Phong mà thôi. Lương Đệ tới tìm Thái tử nhưng bị Thời Ân chặn lại nói Thái tử không muốn gặp ai. Cô ta nói rõ ràng thấy A Độ đi từ trong đó ra mà. Thời Ân nói mình đã cản cô ấy rồi. Lương Đệ ra oai lấy chức vị ra đe dọa Thời Ân nhưng hắn nhất quyết không cho vào. Cô ta hỏi về Thái tử Phi nhưng hắn ra cũng không tiết lộ vì Thái tử đã dặn mọi thứ liên quan tới Thái tử Phi đều là cơ mật. Cô ta tức giận rời đi. Tiểu Phong sau khi được cứu từ dưới hồ lên thì vẫn đang hôn mê. Mơ màng đã mơ thấy Tiểu Phong và Cố Kiếm làm anh giật mình tỉnh giấc. Tiểu Phong vừa tỉnh dậy thì tên thích khách đã đưa cho cô một bát canh. Cô vừa bị sặc canh để tháo được khăn che mặt của tên thích khách, cô không ngờ là sư phụ. Cô hỏi sư phụ một vạn câu hỏi vì sao lại đưa cô tới đây, vì sao ném cô xuống hồ, vì sao hại Minh Nguyệt, vì sao lại là thích khách. Cố Kiếm chỉ hỏi cô đã nhớ ra gì chưa. Tiểu Phong nghĩ Cố Kiếm lợi dụng mình để ám sát Hoàng thượng, cô cảm thấy mình đã mù rồi khi coi hắn là bạn. Cô bảo hắn thể là chưa từng lợi dụng cô đi, hắn nói là đã từng lợi dụng cô. Tiểu Phong tức giận bỏ đi, Cố Kiếm liền đuổi theo giải thích từ trước đến giờ hắn làm mọi việc chỉ để bảo vệ cô chu toàn. Cô muốn hắn đưa cô về Đông Cung nhưng hắn nói cô nên rời xa nơi đó. Tại sao cô lại chọn tin một người làm tổn thương cô mà lại không tin hắn? Tiểu Phong nói có phải là thừa ngân không? Điện hạ tức giận xông tới chỗ Sài Mục. Đã 12 canh giờ trôi qua tại sao Cố Kiếm vẫn chưa mang Tiểu Phong quay lại? Anh gần như phát điên. Anh hỏi rốt cuộc hắn và Tiểu Phong có quan hệ gì? Cố Kiếm nói cô không đáng phải hy sinh vì Lý Thừa Ngân như vậy. Tiểu Phong muốn hắn nói rõ chuyện này nhưng hắn nói không thể giải thích được. Nhưng tóm lại Lý Thừa Ngân không phải loại người tốt bụng gì cả, ai cũng có thể lợi dụng. Sai Mục nói Điện Hạ đừng quá căng thẳng, Điện Hạ cảm thấy Cố Kiếm đã không còn là kẻ đáng để họ tin tưởng nữa rồi. Cố Kiếm có nói thế nào thì Tiểu Phong cũng không tin lời hắn nói, hắn đưa tên kêu ra và kể lại chuyện lúc ở Tây Châu lúc nào cô cũng mang nó theo bên mình. Chỉ cần gặp nguy hiểm sẽ bắn nó lên trời, lúc đó hắn sẽ tới cứu cô. Tiểu Phong rơi nước mắt khi nhìn thấy nó nhưng cô vẫn không nhớ gì cả. Cố Kiếm muốn cô nhớ lại nhưng cô không nhớ được gì cả, cô liền ngất đi. Minh Nguyệt được bệ hạ chăm sóc rất cẩn thận, Minh Nguyệt cảm động khi bệ hạ đối tốt với mình như vậy, cô ấy cứ nghĩ là mơ. Bệ hạ nói sẽ cưới hỏi cô ấy đàng hoàng, cô ấy chỉ cần vui vẻ còn cả thế giới cứ để chẫm lo. Cao Tướng cho rằng đã có kẻ động tay động chân vào những món đồ của Minh Nguyệt khi họ mua lại nó từ Minh Ngọc Phường. Ông ta cho rằng có thể Minh Nguyệt không biết rõ chân tướng của bản thân, nếu biết rõ thì đã không ở bên Hoàng thượng lâu như vậy mà không ra tay. Cô cũng chỉ là một cô gái thanh lâu, chờ Hoàng thượng chơi chán rồi sẽ vứt bỏ, lúc đó họ ra tay tiêu diệt cũng không muộn. Ông ta còn hạ lệnh tiêu diệt luôn Tôn Nhị để tránh hậu quả về sau. Cao Tướng truyền thư cho Như Ý nói cố nhẫn nhịn những ngày này đứng có làm loạn. Cao Quý Phi tới thăm Minh Nguyệt, cô ta mang thuốc tốt tới cho Minh Nguyệt, còn ra vẻ quan tâm hỏi thăm Minh Nguyệt. Cô ta vừa rời đi thì bệ hạ dặn Minh Nguyệt sau này ngoài đồ ăn mà bệ hạ và thái y mang tới thì không được phép ăn đồ của người khác. A Độ nhìn thấy bóng dáng của Cố Kiếm ở trong thành nhưng chớp mắt một cái hắn đã biến mất tiêu. Tiểu Phong tỉnh dậy thấy tên kêu ở đầu giường cô liền cầm lấy nó xem xét. Thái tử điều tra ra kẻ tình nghi cho vụ việc lần này là tên Tôn Nhị, hắn thường xuyên xuất hiện ở Minh Ngọc Phường cùng thời điểm với bệ hạ. Hắn còn là cháu họ hàng xa của một quản gia trong phủ Cao Tướng. Thái tử nói chuyện này có lẽ không liên quan tới Cao Tướng. Bệ hạ nói trước mắt hãy tìm tên Tôn Nhị hỏi cho rõ. Không biết Tôn Nhị và thích khách cho liên quan không nhưng trong chuyện này tên thích khách đó không đơn giản khi cả gan dám mưu sát Hoàng thượng. Ông ta cho rằng chuyện này có gì đó rất kỳ lạ hoặc là Thái tử Phi và tên đó có liên quan tới nhau.
Thái tử nói Thái tử Phi lòng dạ đơn thuần sao có thể liên quan tới tên thích khách, bệ hạ ra lệnh bắt sống tên thích khách đó. Cố Kiếm trở về không thấy Tiểu Phong ở đó nữa. Thì ra Tiểu Phong nhân lúc hắn không ở đó đã bỏ trốn, đi một lúc quá mệt nên cô liền ngất đi. Trong giấc mơ cô gặp được Cố Tiểu Ngũ. Trong giấc mơ Tiểu Phong đã gặp được Cố Tiểu Ngũ, tên đó còn bị sói tấn công, cô liền gọi to tên Cố Tiểu Ngũ. Cô giật mình tỉnh dậy thấy mình đã quay lại chỗ của Cố Kiếm. Hắn hỏi cô sao lại vừa gọi tên Cố Tiểu Ngũ, cô im lặng không nói gì. Hắn đưa thuốc cho cô uống nhưng cô nhất quyết không uống còn gạt đổ bát thuốc. Tôn Nhị đang đánh bài thì hắn kêu muốn đi xả nước, hắn đang xả nước thì bị bắt đi. Cố Kiếm bắt đom đóm về cho Tiểu Phong làm cho cô rất vui. Cô tin hắn là bằng hữu, nhưng đợi cô khỏi bệnh cô muốn hắn đưa cô trở về. Tôn Nhị mới bị hù dọa chút đã khai ra kẻ sai khiến hắn là cao tướng, còn đồ hắn lấy được từ chỗ Tú Bà về Minh Nguyệt đã đang trong tay cao tướng. Tôn Nhị nói đó là áo yếm hồi nhỏ của Minh Nguyệt, trong đó còn có bức huyết thư, khi cao tướng thấy nó liền rất kinh ngạc nói Minh Nguyệt là con của Trần Trinh. Điện hạ nghe xong cũng ngạc nhiên, Trần Trinh là con nuôi của Cố gia, khi Cố gia làm phản thì hắn cũng đã bị chết theo. Thái tử cho rằng lẽ nào vụ án này có ẩn tình khác. Bệ hạ cho rằng ý của thái tử là cao tướng muốn trừ khử Minh Nguyệt nhưng lúc đó bệ hạ cũng ở đó nên mới thành thích sát. Bệ hạ giao việc xử lý Tôn Nhị cho thái tử. Ông ta còn hỏi thái tử cảm thấy tên hành thích đó rốt cuộc muốn giết ông ta hay Minh Nguyệt. Cao tướng lúc này đang lo lắng chuyện Tôn Nhị vẫn chưa được tìm thấy. Bên phía thái tử cũng không có động tĩnh gì cả. Tôn Nhị cuối cùng đã bị sát hại nhưng cao tướng vẫn còn lo lắng. Ông ta không hiểu sao Minh Nguyệt lại không biết rõ thân phận của cô ấy, còn bên phía thái tử vẫn trời yên biển lặng. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cao tướng nói điều đáng sợ không phải bão giông sắp tới mà là chuyện sắp xảy ra không có dự báo trước. Lúc này thái tử tới tìm ông ta, thái tử nói điều tra thích khách nhiều ngày mà không ra, còn thái tử phi đã mất tích nhiều ngày. Cao tướng nói có thể là thích khách có thể đến từ Tây Châu hoặc Đan Xi. Hoàng thượng tới gặp Minh Nguyệt hỏi cô ấy về việc nhà cô ngày trước, cô ấy nói ngày trước có kẻ đã xông tới nhà ám sát mẹ cô. Cô muốn buồn xuôi thù hận đó để sống một cuộc sống đơn giản. Hoàng thượng hy vọng Minh Nguyệt vẫn giữ được dáng vẻ như lần đầu gặp ông ta. Cố Kiếm mua y phục mới cho Tiểu Phong, còn mua cả đồ ăn ngon cho cô. Tiểu Phong đã hết bệnh nên muốn hắn đưa mình về, nhưng Cố Kiếm không muốn đưa cô về. Hai người cãi nhau rất lớn, Cố Kiếm nói Đông Cung vốn không phải là nơi cô nên ở lại, hắn muốn đưa cô về Tây Châu. Tiểu Phong không muốn đi cùng hắn nên hắn đuổi cô đi. Cô bỏ đi nhưng vừa đi vài bước liền ngồi xuống khóc, cô muốn Cố Kiếm đừng bắt cô nhớ lại những chuyện trước kia nữa, cô không muốn nói chuyện với hắn nữa. Lúc này đám người của Vũ Lâm Quân đã tìm tới gần khu của Tiểu Phong ở. Tiểu Phong xuất hiện nhưng cô phân vân có nên bắn tên kêu để Cố Kiếm xuất hiện hay không, hay là theo Vũ Lâm Quân về cùng. Nhưng cuối cùng cô vẫn bắn tên kêu, Cố Kiếm xuất hiện đưa cô rời khỏi đó. Trên đường Cố Kiếm cõng Tiểu Phong, cô vô tình gọi tên Cố Tiểu Ngũ, làm hắn đứng hình. Cô hỏi hắn có phải Cố Tiểu Ngũ không, Cố Kiếm không phủ nhận chuyện đó. Cố Kiếm nói là chiến tranh làm hai người xa cách nhau nhưng khi tìm lại thì cô đã thành Thái tử Phi. Cô hỏi có phải cô quên nhiều chuyện rồi không? Cô muốn nhớ lại vì cô không thể quên đoạn tình cảm với Cố Tiểu Ngũ. Cô quên hết tất cả mọi người, quên cả người mà cô yêu nhất để lấy người khác. Tiểu Phong hỏi hắn có trách mình không, hắn nói hắn tự trách bản thân mình. Tiểu Phong ôm lấy Cố Kiếm nói sẽ không bao giờ quên hắn nữa. Cô nói mình chỉ nhớ ra được Cố Tiểu Ngũ mà cô yêu, Cố Tiểu Ngũ cũng yêu cô. Thái tử tới nơi thì nhận được tin Thái tử Phi bị thích khách đưa đi mất. Nhưng không hiểu sao hôm nay Thái tử Phi không muốn theo Lâm Vũ Quân quay về. Thái tử ra lệnh dù có trói cũng phải đưa Thái tử Phi trở về. Cố Kiếm cùng Tiểu Phong ngồi trò chuyện, hắn nói với cô về chuyện của hai người ở Tây Châu, hắn lo lắng không biết giờ này năm sau có thể ở bên cô hay không. Tiểu Phong nói Cố Tiểu Ngũ của cô đương nhiên là ở bên cô rồi. Lương Đệ tới tìm Thái tử mấy lần mà không gặp nên Thời Ân khuyên Điện Hạ tới gặp Lương Đệ một chút. Nghe tin Điện Hạ sắp tới làm sát sát vui mừng không thôi nhưng anh đến cửa của Điện Thanh Loan liền quay xe tới thăm Thái nãi nãi. Tiểu Phong và Cố Kiếm vừa ngồi ngắm trăng vừa uống rượu nho của Tây Châu. Tiểu Phong nói ở đây không giống Tây Châu nhưng có vài người đối xử với cô rất tốt, tính ra cô cũng hạnh phúc. Thái Hoàng Thái Hậu nói cách đây vài ngày Tiểu Phong có làm bánh cho bà nhưng nó đắng, ăn có đắng một chút nhưng khi bà nuốt vào vẫn cảm thấy ngọt ngào vì đó là tấm lòng của Tiểu Phong. Bà nói Tiểu Phong là một nương nương tốt không giống các nữ nhân trong cung. Thái tử mong cô ấy mãi vô tư cười đùa như thế để không vướng bận chuyện trong cung. Bà nói Thái tử Phi yêu Lý Thừa Ngân từ tận đáy lòng làm bà rất mừng. Tiểu Phong nói mọi ký ức của cô ở Thượng Kinh rất nhiều làm cô không biết mình là Thái tử Phi trước hay làm công chúa Tây Châu trước nữa. Cố Kiếm liền ôm lấy cô mà an ủi, hắn nói sẽ luôn bên cô. Thừa Ngân sau một hồi trò chuyện thì ngủ gục trên chân của Thái Hoàng Thái Hậu như một đứa trẻ. Thái Hoàng Thái Hậu ngày nào cũng cầu nguyện cho Thái tử Phi quay về. Thái Hoàng Thái Hậu biết Thái tử Phi và Thái tử đều có ý với nhau nhưng không nói ra. Bà chỉ tiện nước đẩy thuyền nhưng hai người có đến được với nhau hay không thì tùy duyên. Thái tử đi vạn dặm xa xôi tới tìm người thầy của mình là Thái Phó. Trong cung lúc này Sài Mục đã cải trang thành Thái Y để tới gặp được Minh Nguyệt.
Thái tử tới nhờ thái phó giúp một chuyện, chuyện này chỉ có ông ấy mới có thể giúp được. Sai mục khuyên Minh Nguyệt nếu đã khỏi thì mau chóng rời khỏi nơi đây, vì hậu cung không thuộc về con, ngay cả việc triều chính cũng không thuộc về Minh Nguyệt. Minh Nguyệt muốn cùng cha gánh vác mọi chuyện, cô khuyên cha mình lần sau đừng tự mình tiến cung nữa, như vậy rất nguy hiểm. Sai mục chưa kịp rời đi thì thánh thượng giá đáo. Ông ta hỏi thái y về sức khỏe của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lên tiếng nói thay cho thái y, may mà cuối cùng Sai mục cũng rời khỏi đó một cách bình an. Thái tử hỏi thái phó về vụ gian lận trong thi cử khiến 7 thí sinh tự sát cùng một ngày tại nhà. Thái phó nói vụ án này đã lâu khó mà lật lại, thái tử nói những thí sinh đó đã để lại huyết thư còn có danh sách của những người gây ra vụ án năm ấy. Hiện giờ những người đó đều là đồng lõa của Cao Vu Minh. Trước đây Lý Thừa Tắc đã đòi lật lại vụ án gian lận để đòi lại công bằng cho các thí sinh nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị phế truất. Lúc đó thái phó vì để cứu Thừa Tắc đã giấu đi huyết thư, không công kích cao tướng để Thừa Tắc không gặp nguy hiểm. Thái tử nói mình phải lật lại vụ án này không chỉ trả thù cho mẹ mà còn vì chữ nghĩa, anh muốn giúp đại ca hoàn thành nốt việc huynh ấy còn chưa hoàn thành. Anh muốn thái phó giúp mình để chân tướng được phơi bày. Thái phó đưa anh huyết thư, anh mang nó tới tìm Sài tiên sinh. Anh muốn để phụ hoàng thấy rõ được vây cánh của cao tướng trong triều. Giờ họ đã có huyết thư nhưng còn thiếu một ngôn quan, anh định sẽ để cho thái thường tự khanh Hề Thanh Trác ra mặt nói chuyện này. Hề Thanh Trác đang ngồi trong phòng thì thấy có kẻ đã lén để huyết thư ở cửa phòng. Lương đệ mang đồ ăn và quần áo tới Thừa Ân Điện để tiếp cận A Độ hỏi thăm tin tức về thái tử phi. Cô ta hỏi A Độ rất nhiều nhưng A Độ chỉ mải ăn, không để ý tới những gì cô ta nói. Cô ta kêu A Độ nếu không biết chữ Trung Nguyên thì có thể vẽ cho cô ta hiểu. A Độ liền vẽ hồng tâm sau đó dùng đao đâm vào chính giữa khiến cho Lương đệ và Cẩm Nhi khiếp sợ. Tiểu Phong muốn quay lại đưa A Độ đi nhưng Cố Kiếm nói hiện giờ quá nguy hiểm và có thể không ra được. Nhưng Tiểu Phong không nghe, cô vẫn muốn quay lại cứu, nếu hắn không đưa A Độ đi thì cô sẽ không về Tây Châu nữa. Tiểu Phong cùng Cố Kiếm đã lẻn vào trong cung thấy A Độ và Vĩnh Nương đang nhớ đến cô. Lúc sau thái tử cũng đi tới, khi nhìn thấy anh cô liền nhớ đến mọi chuyện đã cùng thái tử trải qua. Thái tử nói với A Độ rằng Tiểu Phong sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, sau đó thái tử liền rời đi. A Độ nhìn thấy Tiểu Phong liền rất vui mừng, Tiểu Phong nói với cô ấy việc mình đã tìm ra Cố Tiểu Ngũ khiến cho nụ cười trên môi A Độ vụt tắt. Khi nhìn thấy Cố Tiểu Ngũ mà Tiểu Phong nói là Cố Kiếm khiến cho cô ấy đứng hình, Cố Kiếm đưa họ rời khỏi cung. Lương đệ nghe thấy thái tiếng tiêu của thái tử rất não lòng. Tiểu Phong lúc này nghe thấy tiếng tiêu cũng làm cô dừng bước một chút nhưng cuối cùng họ vẫn rời đi. Trong lúc Tiểu Phong đang ngủ thì A Độ và Cố Kiếm nói chuyện. A Độ hỏi hắn sao lại nói dối công chúa, hắn nói mình chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Đôi khi hắn tự lừa bản thân, cố coi mình là Cố Tiểu Ngũ, hắn nói bản thân chỉ còn 6 tháng nữa. Hắn nói chỉ cần để Tiểu Phong toàn tâm yêu hắn một lần thì hắn cũng mãn nguyện ra đi. Hôm sau tại buổi chiều, Hề Thanh Trác mang bức huyết thư tới trước mặt hoàng thượng, cao tướng nói hắn trong sạch nên nếu hoàng thượng có nghi ngờ gì cứ việc điều tra hắn. Cao tướng nói chẳng phải vụ án năm đó Tiền thái tử đã kết luận là thí sinh thi rớt nên mới tự sát. Cao tướng hỏi Hề Thanh Trác bức huyết thư này ở đâu ra khiến Hề đại nhân không trả lời được, nên cao tướng lớn tiếng nói có thể bức huyết thư này là ngụy tạo, không chứng minh được việc gì cả. Hề Thanh Trác nói huyết thư từ trên trời rơi xuống. Mọi người đều cười nhạo Hề đại nhân có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không. Vây cánh của cao tướng đứng ra bênh vực ông ta. Bệ hạ nói thái tử điều tra để trả lại trong sạch cho cao tướng, nhưng thái tử không dám nhận vụ án này nên tiến cử Tôn Hoán đại nhân nhận vụ án này. Mọi người cho rằng Tôn Hoán là do cao tướng dìu dắt mà thái tử tiến cử ông ta điều tra, cao tướng chẳng phải là làm qua loa hay sao. Chuyên thái tử để cho Tôn Hoán điều tra cao tướng làm cao tướng thấy rất hài lòng, ông ta viết một bức thư gửi tới phủ Tôn Hoán, nhằm nhắc nhở hắn đừng quên cao tướng đã giúp đỡ hắn như nào, ông ta còn sai cao không dùng bạc để bịt kín miệng của người nhà những người có tài tử tự sát. Cao tướng không quan tâm chuyện Hề Thanh Trác vì đó không phải là đối thủ của ông ta, mà cái ông ta quan tâm là bức huyết thư đó từ đâu mà ra. Tôn Hoán sau khi nhận được bức thư đọc liền hiểu ý của Cao Vu Minh. Tiểu Phong và Cố Kiếm cùng nhau bắt cá ở sông, đá trơn quá khiến cô suýt ngã nên hắn liền bế cô lên bờ. A Độ quay trở lại thấy công chúa và Cố Kiếm đang nắm tay nhau khiến A Độ không vui lắm. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhiều hơn trong những video tiếp theo nhé.